Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Livestream của Phương ạ. Thì như thường lệ vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần thì kênh của mình sẽ có cái video chia sẻ các loại lan rừng hàng trồng thuần cho vườn nhà mình nha mọi người. Thì khi mọi người xem video yêu thích các loại lan nào thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại mình để trên tiêu đề nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem các cái giỏ lan trong ngày hôm nay luôn nha mọi người. Rồi, trước mặt mọi người là các cái giỏ lan mà mình đang bán trong ngày hôm nay. Đó, thì có rất là nhiều loại nha mọi người. Dễ hương tại màu sắc, đang nụ. Lan dẻ hạt, mọi người mua về chơi nha. Rồi hoàng nhạn tháng tư, ngân xuân thái. Ngân xuân thái là có nhiều loại cho mọi người lựa chọn. Rồi cây hài hồng. Rồi long tu xuân. Long tu xuân rất là đẹp nha mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ quay cho mọi người xem cái thằng dễ hương tam bảo sắc nha mọi người. Đó. Trước mặt mọi người là một cái giò dễ hương tam bảo sắc được mình thuần trên gốc lúa. Ok. Và hiện cho mình được 3 vòi nụ, 4 vòi nụ. Và có cái vòi thì nó bị kiến phá như này. Còn mấy cái vòi kia thì vẫn đang còn nguyên, chỉ bị một vòi đây bị kiến phá thôi. Thì chủ yếu những cái dòng đơn thân này mình phải chăm càng lâu càng đẹp mọi người. Cái này thì mình thuần được 1 năm rưỡi rồi. Mọi người mua về thuần càng lâu thì nó sẽ có những cái bụi lan dáng hương to giống như trong vườn nhà mình á. Đòi hỏi yêu cầu phải có thời gian chứ không phải là những cái cây này không phải là trồng cái là đẹp luôn đâu mọi người. Thì hoa của dáng hương tam bảo sắc khu vực con tôm thì rất là đẹp. Nó tương đối giống với cây hoàng nhạn tháng tư này nè. Thì mấy bữa nữa cái bụi lan nhà mình nó nở thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Cái chậu này mình sẽ bán mọi người với giá 450.000 nha mọi người. Đó, ghép trên lũa. Rễ ra tùm hết nha. Sùm hết nè. Mời mọi người ngắm. Rễ tùm hết nha. 450.000 cái giò này. Mình sẽ để hình mặt hoa cây dáng hương tam bảo sắc ở đây để mọi người tiện theo dõi nha. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu mọi người một cái giò dẻ hạt. Đó. Ghép trên gốc lũa. Cùng gỗ vú sữa. Phân bón thì mình đã bỏ trên đây đầy đủ rồi. Khi mọi người mang về mọi người chăm sóc thì tưới nước lên thì nó chảy phân xuống là cây nó ăn và nó lớn thôi. Mầm rất là đẹp và đều nha. Ba mầm. Cái giò này mình bán rẻ rẻ 350.000 thôi nha mọi người. Mang về mọi người chơi sưu tầm. Hoa dẻ hạt thì y như sau này mọi người. Mọi người thấy không? Đó là hoa của dẻ hạt á. Mọi người có thể kích vào các cái video trước của mình để xem về cây lan dẻ hạt. Dẻ hạt khu vực con tum thì đặc biệt nó rất là sai hoa. Hoa nó sẽ ra từ gốc tới ngọn luôn. Mọi người chăm tới tháng khoảng tháng 3 năm sau, tháng 4 năm sau thì sẽ có hoa ngắm. Rất là rẻ luôn nha mọi người. 350.000 thôi ạ. Rồi, hôm nay có hoa hoàng nhạn tháng 4 cho mọi người ngắm rồi nha. Thì nhà mình có một giò lớn để chơi bông thôi. Nên là cái giò này thì mình sẽ không có bán nha mọi người. Để những cái... mình còn để quay cho mọi người cùng xem nữa. Rồi mình cùng chơi nữa mọi người. Nên mọi người đừng hỏi mua giò lớn nha. Thì để đây là mình đem ra để cho mọi người xem ngắm bông thôi. Đó, hoa của hàng nhạn thì rất là đẹp nha. Và hương thơm cực kỳ thơm luôn. Đó, thì mình sẽ bán những cái cây giống cho mọi người. Đó, ví dụ như những cái chậu này thì mình đã lấy những cây giống ra mình trồng nè. Như cái này thì mình trồng một năm sau thì nó to đùng à. Nó không có nhỏ như này nữa đâu. Thì một cái chậu giống ở đây mình sẽ bán với giá 200.000 một chậu. 200.000 một chậu nha mọi người. Cây rất là đẹp luôn, đều tăm tắp. Mọi người trồng cái dòng đơn thân này nè, mọi người chơi quanh năm. Cả năm thì mình chơi lá, chơi rễ. Rồi tới mùa hoa thì mình được chơi hoa nữa. 200.000 một chậu thôi mọi người ạ. Mua 3 chậu thì mình sẽ bao cước. Đồng thời mọi người có thể mua cái chậu gỗ bên xưởng mình về để trồng nè mọi người. Cái chậu gỗ bên xưởng mình này. Mọi người thấy cái chậu này không? Mình đã trồng rất là lâu rồi mà gỗ gần như là gọi là không có xê xịt gì hết mọi người. Đó. Chất lượng chậu rất là tốt nha. Thì bên mình chủ yếu là chú trọng về chất lượng thôi. Còn mình thì không cạnh tranh về giá đâu nha mọi người. Còn toàn bộ khung thì 100% bằng inox hết nè. Lúc nào cũng sáng bóng hết. Chất lượng gỗ thì ok. Hoa thơm lắm mọi người ạ. Bây giờ nắng nó lên hoa đã lắm. 200.000 một chậu hoàng nhạn tháng 4 nha. Như cái chậu này thì mình ghép rồi, bạn nào lấy thì mình sẽ bán với giá là 550.000. 550.000 cả cái chậu này nha. Đó.
Tiếp theo về ngân sơn Thái Lan. Ở đây là mình có một số cái loại ngân sơn Thái. Thứ nhất là dòng ngân sơn Thái lá mít. Cây lá mít thì rất là đẹp, lá thì to. Đó. Ok. Cây nữa nè mọi người. Cây đều đẹp lắm. Đó thì cái loại này thì mình sẽ bán với mọi người với giá là 300.000 một chậu. Đó, đi cái thằng dòng lá mít này nè là 300.000 một chậu nha mọi người. Cây cực kỳ đẹp luôn. Đó, thì khi mọi người mang về á thì cũng giống y như cây nhạn, chúng ta chỉ cần lấy cái kéo mổ cái chậu nhựa này ra và đặt trong cái chậu gỗ thì chúng ta đã có một cái chậu ngân sơn đẹp rồi mọi người. Đó. Nếu mà chúng ta mua cái chậu gỗ to thì chúng ta có thể bỏ 2 cây hoặc là 3 cây vào một chậu để tạo tác phẩm. Cái thằng này thì tới Tết mọi người nó ra hoa, mình để trưng trên bàn chơi rất là đẹp. Và đặc biệt cái mùa đó thì cũng chả có ai có những cái hoa đặc sắc như mình để chơi nha mọi người. Chúng ta chơi những cái thằng lan này nè, từ Tết nó nở thơm, vừa thơm vừa đẹp. Còn quanh năm thì ngắm thân lá và rễ. 300.000 một chậu như này nha mọi người. Đó. Rồi còn những cái dòng trên này thì những cái cây nó nhỏ hơn, cây nhỏ hơn. Nên là một cái chậu 2 cây như này mình bán với giá là 550.000. Đã trồng sẵn trong chậu gỗ như này rồi. Chậu cũng đẹp mà cây cũng rất là đẹp nha mọi người. Cứ chậu 2 cây 550.000. Riêng Thái Lan thì người ta rất là thành công trong cái việc lai tạo ra những cái nguồn gen ngân xuân đẹp. Thì cây ngân xuân Thái thì lúc nào cái bộ lá của nó cũng sẽ đẹp hơn này, cây khỏe mạnh hơn cây rừng, đồng thời hoa của nó chắc chắn 100% là lâu tàn hơn cây rừng. Hoa của cây Thái mọi người có thể chơi hơn 1 tháng nha, còn cây rừng thì thường thường khoảng được 15 ngày thôi. Đó là cái thực tế mà mình khách quan đó, mà mình đã theo dõi được qua cái việc chơi lan từ mấy năm nay. Còn mỗi người mỗi sở thích và mỗi cái định hướng cách chơi, mọi người có thể lựa chọn. 550.000. Thì riêng những cái cây ngân xuân Thái này hoa nó sẽ sổ số theo cái bảng màu của Thái nha mọi người. Mình sẽ để một vài cái mặt hoa cây ngân xuân Thái mà mình đã quay được khi mà các cái giò lan ngân xuân nó nở để mọi người tham khảo nha. Ok mọi người. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến mọi người long tu xuân. Long tu xuân nhà mình thì rất là đẹp. Bởi vì riêng lan nha mọi người phải thuần lâu thì cây mới đẹp. Mọi người nhìn thấy không? Những cái bảng long tu xuân thuần 1.5 năm rồi thì nhìn nó khác biệt không? Cái đọt này mọi người, khi mà nhìn cái cây mình biết nó phát triển tốt không? Mình nhìn cái đọt lá nha. Riêng cái phần cổ lá đây này nó mở to ra thì chứng tỏ cây nó đang đi rất là mạnh và phát triển rất là nhanh. Một bảng long tu xuân thì mình sẽ bán với giá là 250.000 thôi mọi người. Đó, mọi người mua giúp mình 3 bảng sẽ được bao cước nha. Cứ 3 bảng sẽ được bao cước. Mọi người rễ nó ra kín hết cả giá thể mọi người thấy không? Cây đẹp lắm. Đó. 250.000 một bảng nha. Long tu xuân thì hoa nó sẽ nở vào dịp Tết. Đó. Ở đây hôm nay có vài loại để nở dịp Tết đó, là ngân xuân này, long tu xuân này. 250.000 một bảng nha. Thì mình sẽ để hình mặt hoa của cây lan long tu xuân ở đây để mọi người xem có thể tiện theo dõi nha. Đó. Chúng ta trồng như này cuối mùa nó sẽ dài được khoảng 60 phân và nó ra hoa giống như trong cái hình mình vừa mới để nha mọi người. Mọi người có thể mua hai bảng lại, sau ghép hai cái mặt lưng lại với nhau mọi người. Đó, để tạo thành một cái giò long tu đẹp. Ghép hai cái lưng lại thì thành một cái giò đều tròn xung quanh luôn. Nó buông hoa xuống như cái suối vậy mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái loại địa lan. Địa lan hài hồng. Hài hồng nha mọi người. Hài hồng là một cái loại địa lan thì nằm trong sách đỏ của Việt Nam. Và nó mọc nhiều ở khu vực tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh Đắk Lắk nha. Còn con tum mình thì gần như không có hài hồng đâu. Cái này mình mua từ Đắk Lắk về mình trồng á. Và cái này mình trồng được 7-8 tháng rồi nha. Một cái chậu hài hồng này mình sẽ bán với giá là 130.000 nha mọi người. 130.000 một chậu. Cây thuần đẹp hết rồi. Thì mình sẽ để hơn mặt hoa cây hài hồng ở đây để mọi người tiện theo dõi nha. Vừa rồi thì mình vừa gửi đến mọi người những cái giò lan mà mình đang bán trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của mình.
Và đồng thời thì bên kênh của mình, bên mình có xưởng sản xuất chậu gỗ trồng lan nha mọi người. Thì mọi người có nhu cầu thì nhớ liên hệ và ủng hộ mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.